Cơ quan quản lý thảm họa Nigeria, ít nhất 48 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở khu vực miền Trung nước này. Các công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương. Cơ quan quản lý thảm họa Nigeria cho biết vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Agaiyi ở bang Niger khi một xe bồn chở nhiên liệu đâm trực tiếp vào một xe tải chở theo người và gia súc, gây va chạm liên hoàn cho một số phương tiện khác đang lưu thông. Theo người phát ngôn của cơ quan trên, vụ va chạm khiến xe bồn phát nổ và hai chiếc xe chìm trong biển lửa. Ngoài 48 người thiệt mạng, còn có 50 gia súc bị thiêu cháy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương. Với sự thiếu vắng hệ thống đường sắt, vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả, những vụ tai nạn xe tải chết người thường xuyên xảy ra trên những tuyến đường quan trọng ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi.